Ok, cô lên em. Lại một câu nói quen thuộc đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này có tên là Global West. Để đem lên Steam đi. Con này thì lúc trước tôi được kiếp trên mạng Victor. Bây giờ thì nó đã ra phiên bản chính thức rồi. Xài Victor nhưng mà thấy thông tin nó trên Steam. Đây, lên Steam không? Thì game cũng vừa ra mắt cái bản chính thức vào ngày 7 thôi. Đó. Game đã ra mắt gần hơn 3 năm rồi, từ năm tháng 8 năm 2020. Thì game này ban đầu cảm nhận của tôi là thấy nó khá là giống với cái con Green Fire Reborn, khá giống như cái này nè. Thì Global West này từ ngày nó lên Epic Store tới giờ thì chỉ mới bấm vô coi cái đoạn các cảnh đầu tiên thôi, cũng chưa có chơi, chưa có làm gì luôn. Bây giờ cái bản chính thức thì mới bắt đầu chơi thử còn sao. Mà game Epic độ thì đương nhiên là có thuốc rồi đó, anh em cứ tìm trên mạng ra. Con game này nãy giống game này nè. Game này thì Gunfire Reborn, súng ống nó ảo ma hơn rất là nhiều. Còn đây là Global West của chúng ta. Đó. Cảm nhận ban đầu tôi thấy hai con khá là giống nhau nên cũng muốn chơi thử còn sao. Thì tất nhiên là Gunfire Reborn nó gần như một cái tượng đài rồi, nên game này thì trông có vẻ hài hước hơn Global mà bằng bó nè. Con này tôi nhớ nó trên Epic Store tại vì nó làm được bằng Unreal Engine á, không biết bản 4 hay bản 5. Nếu như năm 2000 đó thì chắc Unreal bản 4 thôi. Nhưng mà update gần đây không biết dev họ có đưa lên Unreal 5 không. Thực sự thì với mấy con game như thế này, Unreal 4 với Unreal 5 nó không khác gì nhau nhiều đâu. Thậm chí Unreal 5 nó còn khó tối ưu hơn nữa, khi nó thêm vô rất là nhiều mấy cái hiệu ứng mà độc lạ. Ok, vô game. Thời tiết nghe biết to mỗi lần vô là nó phải lót cái gì đó, đồng ý xác nhận gì đó nè. Đây, bắt đầu chuyến hành trình năm 2750 ở một đâu đó trên trái đất. Mắt có nghe tôi không? Cái này là bộ đàm không ta? Bạn đang ở rất gần cái tín hiệu, trong cái phạm vi tín hiệu gì đó. Kìa, báo cái radar báo thấy cái gì kìa. Meta detect, metal detect. Đã phát hiện cái khối kim loại nha. Rồi con robot chứ đâu. Đây, chúng ta đã tìm được Blitz ra. Em này giống như SQ vậy, cặp đôi đường dưới. Bình tĩnh cái gì nữa đó, hốt liền dễ bán sát dụng là cũng bạc tỷ rồi. Năm trăm lẻ ba tuổi, hồi nãy là năm 2570 phải không? Năm lẻ ba tuổi vậy là 2067. Lục đồ ấy vậy à? Từ thấy đáp của siêu anh hùng Du follow me. Bắt đầu cái hành trình quậy phá đập đá này của hai đồng chí này quá giống cái đoạn Zalo hồi nãy đó. Các lát đều có nội tại thì cái lát nội tại rất là quan trọng, phải nhớ đi sử dụng nó. Rồi ok, audio. Ờ, vô sẽ tin là FPS họ giảm về 60 nữa nha. Tối ưu rất là tốt luôn, như thế này mà 144 FPS là rất là tốt rồi đó. Nhưng mà phải giảm tốc độ chuột xuống đấy. Cái gì đây? Nó hoạt động thành công rồi, em nó mở cái cửa rồi.
V để là tấn công cận chiến. Nhúng cách để nhảy đầu. Giống ABF này đó. Lấy cái súng ở đầu đây. Cái mà cứ có hai cái tầm ngắm của cái game này, nó có hai loại ngắm, loại thấp ở dưới với loại ngay chính giữa màn hình. Thường cái loại thấp ở dưới này thì ở mấy con game mà FPS nhập vai như Borderlands nữa là nó là có kiểu này, tại vì mấy con quái nó hay nhảy từng 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 rất là cao bay bay với nó, nên cái tầm ngắm thấp họ dùng quen hơn. Còn mấy cái game mà thi đấu thì cái tầm ngắm ngay chính giữa luôn. Xem này thấp gì đó. Rồi mình đi đâu đây? Bây giờ nút chạy thì giữ đi. Ba lần nút shift với hai lần nhảy để double vô. Cái nội tại thì nhấn Q để bật tắt nó nhằm tiết kiệm pin. Đâu? À, kêu ngay chính giữa luôn giống ABS này đó. Cái máu màu cam này có thể hồi phục về không thì mình đeo luôn đó. Nhạc lớn quá nghe nhức đầu quá. Ok ngon, cảm giác bắn rất là mượt mà. Level up thì có kinh nghiệm ngày cộng điểm gì đó. Ê hả? Đây. Khoan. Tăng đam 50%. Cái này thì thiên về đốt bắn thôi. Thiên về súng thôi, và cận chiến. Ủa? Đi kiểm tra cái công trình nè. Ồ, đây. Kiểu phát kinh của mình thì đam cao hơn tí nhưng mà bắn nó chậm hơn rất là nhiều. Khoảng cách thì bằng nhau. Chi mạng thì thua hơn tí. Cái này dạng shotgun này. Không có ngắm nha, cứ để gì bắn luôn à. Con này thiết kế giống ABS. Bây giờ mình có hai cửa hay gì nữa. Ủa nó hiện chữ X làm sao đâu. Không có kiểu nước, không có kiểu đá. Mấy con này nó trâu vậy. Có gì lút không? Kìa có cái máu nè. Đường này không có đi được. Nhấn tab để điều khiển mấy cái coi cái bộ súng này nội tại rồi. Ok. Cái này hồi nãy là chuyển qua tích ghép đi. Tại vì lúc nào mình cũng cần nhé.
Cái gì? Chưa kịp đọc. Sửa cái máy này. À, nhưng sửa xong thì phải thao tác mấy cái nút lên gì nhảy nào đi sẵn nữa. Lại. Chị mới cắm trại đây rồi mấy ngày trời rồi. Cái bay cam workshop. Mình đi lại thư viện bắt đầu đổ có. Ok. Tụi khó mặc định đi. Khoan. Đi dạo vòng đó. Mấy cái lát này thì mình chưa có mở được. Đây là cung thủ á. Nhưng mà nó vừa cầm cái cây gì giống như cây cung này cái khiên nữa. Pháp sư nè. Sọt gân. Xét thủ. Thả bảy trong rửa quân địch thì mở được cái lát này. Okay. Khoan 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 cái gì đây? Bắt đầu thì chọn được bốn cái vũ khí, mình chưa có cái cây gậy nào hết. Đây là cái khu vực thôi. Đây là cái diện bảo tàng khu xưa hôm nãy. Cái này thì cho online. Thì thôi. Dùng đốt rất là nhanh nha. À đây, cái gì đây? Lũ đạn hả? 85 đam 1.2 giây, lấy lũ. Ngon. Giá. Find the hole. Đấy ông. Để cái này acid hả? Bắn gì đó vậy? Thiết kế cái map tương đối đơn giản, không có ẩn chứa cái gì vậy? Cảm giác như đây có đường đi lên vậy nè. Thế à? Wow. Tăng cái đam vũ khí mình 10%. Ủa? Nó chỉ có một món một vậy đó hả? Hết đường đi phải không ta? Ơi lũ đạn. What? Cái này là gì ta?
vẫn thích trung lục không? Nó cần yêu cầu 5 cái máy này, mình chả có cái nào cả. Cưa máy, cây này dạng cây nỏ. Cùi quá vậy? Nó trả xuống lục đây. Cái này là sao ta? Cái này mở khóa rồi nè. Phải có key mới mở được. Cái này chưa mở. Chỉ còn cửa bên đây thôi. Cây này mạnh chứ. Mạnh hơn cây súng lục này nhiều lắm đó. Đấy da. Thôi. Cái này chết gì vậy đó? Cái quái gì đấy? À, cái đường dây đó là để cho mấy con kia đi. Hai đại hai súng. Yếu xìu. Mon. Ít pin 150, thời gian 4 phút 35 giây. Tại sao? Xong cái đường gần đó hả? Chứ vậy thì dấn được rồi. Không, muốn đi nữa. Châu gì vậy? À, bắn con trên mới bắn xuống con dưới được. Cái này bắn ngon hơn, phê hơn. Nhưng mà đạn nó hụt nhiều quá. Cảm giác có cái gì đó sau lưng. Đi ra.
Headshot, headshot, headshot. Rồi. Chơi. Mấy cháu gì? À bắn vô con mắt nó. Không có quá trên ta. Cho nên càng bán nó càng lên giáp đi. Cái này level 3 mà nó màu trắng, bỏ đi. Ấy da. Quá trời địch rồi, đâu không thấy địch chứ anh. Cái đai dính cái hát là toàn bộ cái nút nó đảo ngược hết, giống mà cái tiếp vậy nè, được 7 cái nè, được để cái bay cam ăn đó. Mình đã nhận được cái cờ lê rồi, cờ lê có thể dùng đổi được cái nâng cấp ở workshop đây. Con boss này có hơi ghèn cái vũ khí bằng cách cái sử dụng dụng mà cái power cell. Nâng cấp đi, tại vì mình gặp cái súng ngon thì mình có thể tiếp tục sử dụng nó. Rất là nhiều thứ để nâng cấp nha, nên game này giá trị chơi lợi nhưng mà chơi lâu dài rất là cao á. Cái này bắn mạnh. Cái điều độ chính xác kém quá. Đạn nó còn rơi nữa chứ.
Dạ. Đâu nâng cấp đâu. 5 cái thì kiếm đâu ra 5 cái bây giờ. Level 1 không à. Thôi cứ bắp. Đây 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 đây. Tốn hai cục pin nữa, pin mình ở đâu ta? À có cục màu vàng. Có bán nổ không? Tưởng nó nâng cấp cây súng cho mình, hóa ra là nó bán cây súng mới luôn. À, cây này có thể gồng lên bắn hả? Ủa nút nào quên rồi, đây. Vãi. Nó né, nó vô cái góc phức đó thì nó quăng lụ mình đó nha. Bây giờ màu vàng là cái gì? Ở cờ lê. Màu xanh mới là pin. Ê, 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 ê. Mình tới cho ta. Máu mình lại chậm chút xíu là nó biết mất luôn rồi. Đó là được hai pin nè, và đổi lại cái súng kia màu trắng thì nó cùi vãi không. Gì đây, phải cái hòm không hay là chỉ là cái vật thể vậy thôi? À cái con đó là cái máy chở pin á, mình sẽ ưu tiên bắn đó. Không có chuẩn map hay là cái gì đó, trông nó có vẻ đơn giản quá vậy. Hồi máu này là không tốn tiền gì nè. Cái này là cảm tưởng giống mà gây súng thục quá vậy. Súng méo gì đây trời. Đây đây.
Nó có giấu cái cuộn sách đó nằm đâu không ta? Đâu? Cũng phải bắn vô mắt nữa ta. Chạy. Cái quyền này có liên quan gì đến ba cục pin mình không? Không đủ đam bắn rồi. Cung đi, cung vẫn là mạnh hơn. Đấy ơi. Đồ bộ cướp này à. Ê, ê. Double kill. Học không gì đó. Cái súng nó nằm đâu vậy? À đây. Súng gì nè? Bên kia vẫn còn đường kìa. Cái này súng lửa hả? Cái này súng ngắm. Lấy thử súng ngắm này.
Cây này thì nó 3 sao nhưng mà xanh lam. Còn cái này thì 3 sao nhưng mà màu trắng. Để quý vị lấy rồi cái sale rồi. Bắn như sọc ganh luôn. À, táp là cái map. Bên này còn được. Ba sao màu trắng rồi, không chơi đâu, chúng bán đường viên nó ngon hơn. Option lắm. Mày hả? Mày á? Mày hả? Con búp bê này. Con búp bê này. Con búp bê này. Rồi, đảo ngược rồi, lùi tiến trái phải. Ok. Ba sao màu trắng Canon. Cảm giác ở đó vẫn có đường nhưng mà làm sao để qua. Khả năng là không qua được đâu. Gì đây? Tầng 10 trăm đam cho tôi ghét. Game này thì lả nước đó nhưng mà nhảy hơi thấp thôi. Chỉ đi được cửa đây nè. Ê, về đạn các bạn ơi.
Ôi. Để cái gì cầm sọc gân này. Cái gì? What? Kunai hả? Kunai ngon vậy? Rồi cặp Kunai nữa rồi. Ấy ơi ơi. Sao mà lúc đam mạnh lúc đam yếu vậy ta? Hay là Kunai này nó đánh lên Gobo nó yếu. Hello baby. Rồi boss rồi boss ơi. Còn mấy vàng hả? Ơi ơi. Đánh vô đâu mới là điểm yếu nữa ta? Hình như vô con mắt á. Ây da, dính cái lũ. Dạ cá thì giờ chơi mấy con FPS này nó nhanh quá, đây không kịp. Cái này thôi. Mày hả? Mày hả? Xong rồi, xong rồi. Bố liễu bố láo. Hai trăm mét cùng đất trần nào ship. Bút tư lì phi. Ủa đánh con mũi vàng mà sao giờ chuyển qua con này. Game chơi tốc độ cao nhịp độ nhanh rất là lã đứt. Bữa trước thì đúng là to thật. Phá nó thử coi. Phá bằng này mà. Kìa, chơi bằng thuốc nổ luôn kìa. Cái xe em này chứa những cái thứ gì cũng giống vậy. Vem min. Xe gì đó. Này hacker chuyên nghiệp rồi, không có ngán gì mấy con virus cũng con có mấy ngơi gì hết. Hóa ra nãy là hack cho cái hệ thống đi mở cửa chứ không phải là xài thuốc nổ. Thiên đường thứ 8. Thiên đường thứ 8 hồi đó là nhắc đến cái học thuyết tín ngưỡng gì. Một trong những cái triết học gia gì nhắc về cái thiên đường thứ 8 là nơi thế giới hoàn mỹ dành cho con người.
cũng level 5. Cây này á, giết thì nó ngon hơn. Nè, giết thì nó tới là 3.75 nữa. Mình thà lấy cái này ngon không? Tới. Tốn 4 cục pin đó lấy cái gì thôi, súng càng hay súng ngắm gì lấy còn ngon. Rồi cái này cái gì trời, thôi chở cu này đây, cu này level 3 không có chí mạng luôn, cộng 40% đam và 50% đam mới level 5. À nó sẽ tạo ra vụ nổ cũng được để dành đánh cận chiến. Đây mình lên cấp nãy giờ. Ủa? Hồi máu. Con này nó chuyên gia bay ra sau lưng mình nữa, móc lớp cả nên chơi có mù nữa chứ, súng mình yếu quá rồi. Ê trời, nhảy lên rồi mà không kịp. Nó còn trốn dưới đất nữa nè, có thêm quái nó đột thổ chưa chưa dưới nè. Nè ô súng nó gài tự động giùm mình đổi súng là nó gài à. Ôi. Cái này cái chọc gân này chỉ đánh tập gặp thôi. Đánh tập gần nước miếng nữa. Có 15 ít mấy à. Ôi. Yếu xìu. Sau lưng mình còn con nữa ta, đây phải không, lũ đạn nó tàn hình.
nó chơi chiến thuật móc lốp nữa chứ. Ôi 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 ôi, này là gì? À, bộ dung. Game này nó đỡ cái là không có lo vấn đề đạn dược nhưng đừng tay gì thôi. Ôi ôi, ủa cây này ship cabin 0.74 trên dây hả? Tăng cái đâm kíp lên nhưng mà giảm cái lượng đâm đi 20% cù bắp, tức là đâm anh em là phải thay á. Thử cái này coi. Giống mà kinh vô sai chưa? Cái sinh lá với sinh dương này nó có khác nhau gì không ta? Hay cái này đều màu trắng? Trời, cảm giác không thấm luôn á. Ôi ôi, nó bắn rồi. Bắn vô cái chấm đỏ trên giữa thì ít hai lần đau. Nhưng mà biết nợ mới chết. Ê, cái này ngắm được nè. Bạn biết bấm chuột phải không? Với lại không ngắm bắn nó vẫn chuẩn. Mày á à mày. Có mấy con đĩa lôi nè. Ê! Giúp mình mấy. Bơm sở thích làm sao? Coi lại cái đam đó. Tôi vẫn thích cây này nhất nè. Cây này nó lên là xe giúp cabine vậy đó. Không có chí mạng luôn. Một nửa cái tốc độ di chuyển của mình được cộng thêm sẽ chuyển thành đao. Cái này là gì? Zoom lên đây lên đâu? Đây rồi. Máu 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 máu. Tìm cho nó cái sọt gân. Cái này đúc tấm hình vô là sai cái độ phân giải nè. Trong game Guild rất là dễ cái lỗi này. Về cái bay mà không có gì hết trên vậy. Cái lá là cái gì bạn? Không có chìa khóa. Cần phải có thiết bị đặc biệt nữa để mở khóa nó. Ủa cái cửa nãy này mình đi vô mà.
có mấy con đĩa lôi đâu. Đây nè, còn con nữa đây. Rồi phức tạp rồi, cũng nó chạy thoát rồi. Băng ơi ơi ơi, đây có con à. Ừ, có súng, có súng. Cái gì bắn mình vậy? Đó. Gần. Súng lục. Chú sự vậy. Chú xìu qua thua cây nãy đó. Tưởng cái gì mạnh mẽ. Heavy weapon. Heavy weapon của mình là của cái vũ khí mình coi sao ta. Không biết coi cái dạng nào là heavy weapon á. Nhưng mà cái súng nhắm nó thường nó dạng nặng. Ủa đâu à? Thử rồi. Hồi nãy mình bắn là nhiều đam thôi. Hình như 34 lên 37 hay gì. Ê. Cho nó đâu ra má đông quá vậy. Cái này bán hụt không à. Dạ dạ. Xong rồi,
Hy vọng về đó có điểm hồi máu. Cây này đâm thua cây nãy nữa. Trời ơi, không có điểm hồi máu rồi. Nó còn áp sát nữa coi, còn 25 máu. Một máu. Không không à, cây này càng bắn nó càng lan cái đạn thôi. Hiểu vật lý nhìn ngộ vãi. Về bay chưa? Hên quá, còn đúng một máu. Hiểu 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 hiểu. Hit bone down là sao? Hit bone down là gì? Ô, level 7. Nhưng mà cái hit bone down là gì đó? Hình như là cái cây gậy mà đánh tầm gần tay ngắn của mình đó. Cây súng trắng thì 10 năm nó vẫn ngon hơn. Cây này mới leo vào 7 rồi. Được cái đam nó bắn nhanh hơn tí. Nó gây đam đốt nữa. Cây này giống cây đầu tiên mà mình cũng lấy thôi. Thôi chết rồi, Gobo nó hồi máu mình có tí xíu à. Tầm nãy ẩu quá. Cái này nó bắn theo kiểu nhiệt lượng. Với lại mình bắn mình đi chậm lắm. Được cái đam thì nó rất ổn định. Ơi. Chơi anh thấy leo vọt hết. Thử anh. Nó cho mình quay về không? Cái giá. Giờ đạn lâu quá không ổn rồi. Được cái đam cao vãi à. Nó bay dưới xong bắn. Những chút nữa kìa. Thôi, cái này đi. Hết pin, hết pin. Ui.
Không không không, đi đường bên tím bên kia cái nữa mới được. Ý, chụp phải chụp trái vẫn bắn được cho nè. Nhưng mà ba chấm năm sáu chấm thì nó là khoảng 190 gần 200, bên này 210, nhưng mà bên này thì nó gây đạn lửa. Thử súng mới nè. Chuối mini đau chơi không đấy, là thà lấy pin bãi nó coi mình như người chế banh vậy. Cái chuột phải là bắn rất là chậm nha. Ơi ơi ơi, con Yasuo này. Rồi, nó chém mình hai cái đúng luôn. Yasuo này nó chém gió nhưng mà nó đã lướt luôn. Game over, tổng cộng 13 cái. Thời gian là 35 phút 26 giây. Chỗ này mình phải nâng cấp dài. Để chỉ có súng ngắm nãy đâu. Rồi phải giết 750 lần, chơi khoảng nửa tiếng nữa. Mấy cái này là những cái mình đã mở khóa thôi. Bát tích đào sẽ góp 2 cục hồi máu. Bát thích vô con boss thì sẽ góp 3 cục hồi máu. Rồi không biết, hồi nãy bị gì xài cận chiến nhiều rồi. Tiếp em hay quá. Không lên nó được. Đường này mới đi được. Ôi ôi ôi. Lại lần này chơi cẩn thận chiến sĩ hơn, giữ đồ đấy, giúp đồ 9.9 13 16 mét. Cái này cái sọc danh hả, tầm đánh 16 mét 10 phát trên dây gây đạn sốc,
20 đam 6.6. Nó cho mình hai cây shotgun. Có lấy sẽ lấy cái này. Cái này giống cây nãy mình chơi. Em nữa nó dậy hót rồi. Kẹt đi. Rồi hết luôn cái chuyện mình. Ủa ngồi lúc nào gì thôi đó hả? Tăng cái đâm băng 20% nhưng mà cái đâm lửa mình nhận vô thì sẽ tăng 100%. Mình đâu có cái nào đâm băng đâu. Cái này thì nó bắn bắn lan dữ lắm. Thôi gọi tôi để lỗng cái kia cho mày. Hên nó không có đóng cửa, nó đóng cửa khẽ chó là đi luôn rồi. Thôi cái này giống cây nỏ rồi nè, màu màu trắng mình cùi. Cái băng đạn đầu tiên mà cái viên đầu tiên á sẽ tăng 20% đau. Nên mấy cây súng mà bắn ít đạn á, như cái cây sniper nãy của tôi á, lấy cái này là đúng báo luôn nè, 20% nè. 8 cục pin. Anh cắt cổ gì vừa thôi. 5 cái máy cũng chả có nữa. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết kiếm mấy cái đó đâu. Gọi máu nó biến mất. Lấy con đây đâu đó. Cứ xuống mới rồi, xuống mới rồi. Thử cái này. 5 đam thôi mẹ ơi. 5 đam đạn lan hết chứ.
Cây này dạng gì ta? Tầm bắn nó tới là 12 lận, nên không phải là sọt doanh đâu. Đam hơi yếu mà được cái có chó. Khi có một kẻ địch trong phạm vi mà 7.5m thì sẽ tăng giáp lên 12%. Con boss hồi máu sẽ hồi nhiều hơn không? Không máu mè gì hết á. Súng này chê. Súng nào mới không đại. Cái này vẫn thường sọc ranh thôi, 10% hồi 20 viên đạn, 5% cho anh em ghi cũng khá cùi. Chúng mình yếu quá, hồi nãy qua cái ải này mình cầm cây kia bắn đúng ngon. Thấy chưa? Shotgun này thuộc chúng thì chuẩn xác thì có 80 đam thôi. Ôi, ôi, ôi. Thử vô con này coi. Nó chó không? Không, lâu lắm nó chó thì nó chết luôn. Cái gì? Ôi. Không kịp rồi. Hai mươi bốn, cái này 18, 20m, 5.88. Tới đây. Cá liễu. Đi à.
kỳ này bắn thường là 24 36. Cái gì đấy? Thôi, có cần cho nó. Làm sao mà lên được đó đâu? Nó thiết kế như vậy thì phải lên được chứ. Nào. Thậm chí là không có cơ hội để chạm vô. Đi qua đây là công cốc rồi. Rồi bị đi ngược không sao. Ơi cái lũ cái này phục súc nhưng mà bắn cũng được. Lên đi ta. Bét chính thủ. What? What did? Cái này yếu quá vậy. Thua cái súng không nữa.
trắng ghế hành game đông luôn. Bốn tám chín chín rồi, bàn đi chín đào bắn ai đây, cướp nipper hai cây của mình chỉ có một cây energy là cây đầu thôi, cây kia là cây neighbor. Buôn sóc crypto 10% đam thì giả bao nhiêu, nhưng mà có ngang không, bổ ngang đuổi dọc không đủ tiền anh ơi. Cái hồi máu này có giới hạn không ta? Không có rồi. Rồi boss mới lên nữa. Rồi nhảy không kịp. Nghĩ vậy à? Mình bị phỏng vậy. Ôi ôi, còn gã hơn lần hồi nãy nữa. Đây, mình mở được cái lát mới gì nè. Không, lát này gì mà mở mình đây. Không phải luôn hả? Đi 90 đạm bằng cái đạn nổ này, thời gian gun down là 8 giây. Bắn cái shotgun thì sẽ 13.13, 3 giây hả? Quy với V thử con này bạn nói. Ủa chọn chưa, màu vàng lên được màu cam này. Bắt đầu với mà 4 cái full cell quốc, tăng cái nữa là lên 8 full cell. Súng đâu? Cây này cây cao neighbor nãy nè. Bắp. Cái này giống cái đoạn là đấm cận chiến này. Mười sáu mét, 17 đam, 8 chấm. 17 hay 8 là 720 DPS là rất là cao nha. Bắn lần 2 phát, mỗi phát 3 đường đạn. Cây này thì chỉ số là cao nhất, nhưng mà đạn nó hình vòng cung.
vẫn thích Sniper này hơn. Never never die. Con gì đây? Hey. Ghi để đèn lửa là bắn từ cái nào ra đó. Không, chọn cái này đi. Xài gốc két lên đồ. Chụp gân không? Vẫn chả biết cái này mở sao. Vẫn chả mở được. Không, chơi. Cái gì? Giờ giữa hai cây súng ngắm này, cây dưới thì chí mạng cao hơn nhưng mà cây trên bắn nhanh hơn rất nhiều. Lấy cây bắn nhanh. Đây, giao súng ngay tay. Ừ. 920 là trong gần 200. 150. Nhưng mà ghét hết tay. Cộng 10% auto chí mạng. 30 đam 25 gan. Một nửa cái tốc độ di chuyển sẽ không đủ. Nó bán tới 8 lần mình có 7 à. Tính ra cái shotgun này nó ngon cây súng ngắm mình này. Ủa cây nỏ này chứ.
Ê. Đâu vậy? Vẫn chưa chết nữa. Ê! Đúng là ấy nó chạy á, con đó là để hồi máu cho mình á. Cung level 3 thôi, dẹp đi. Mới thấy vũ khí gì đâu rồi. What the hell? Tôm hát. Không có lên được. Vẫn chưa biết cái chỗ này lên sao. Ấy à, ok hiểu rồi, bây giờ mới biết á. Quái mở được cái gáp danh cơ rồi, quần bơi, quần bơi kiếm đâu ra. Nghe trên đó còn gì nữa kìa.
không có cái góc nào có thể lên được. Có lại vào cái đường này nãy mình quay về rồi đi đúng hình tròn à. Tiểu lý phi điều cuối cho chơi rồi lên được level 4 nào. Hình như tôi quên hồi máu rồi.
đâu nữa không? Hitbon là cái gì? Thực ra nãy giờ chả biết Hitbon là cái gì đúng không? Rồi con mũi phang. Con này thì dễ chơi hơn. Rồi phải dính lúc bước những lúc mình nướng chưa nó trồi lên cái kẹt cho trong người nó luôn đủ đạn con game rồi. Ok, game rất là hay anh em, bạn anh em bữa kháng chưa tiếp game này rất là cool.